Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 12 tháng 1, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đang quản lý 31 công đoàn cơ sở trực thuộc với tổng số trên 7.700 cán bộ viên chức người lao động. Năm 2020, trước ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh COVID-19, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã bám sát kế hoạch công tác, chủ động phối hợp với Ban quản lý các khu công nghiệp, chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, thăm hỏi tặng quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn dịp lễ Tết. Trong năm đã thành lập mới 4 công đoàn cơ sở, hỗ trợ 3 nhà máy ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt trước tình hình diễn biến của dịch bệnh COVID-19, Công đoàn các khu công nghiệp đã phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp triển khai có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh như phun thuốc khử trùng tại nơi làm việc, đầu tư mua 10.000 khẩu trang, nước sát khuẩn cho đoàn viên, công nhân, người lao động. Năm 2021, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh tiếp tục chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, vận động thành lập công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp tại khu công nghiệp phía Nam, khu công nghiệp Minh Quân, khu công nghiệp Đầm Hồng và các hoạt động nữ công. Nhân dịp này, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã tặng giấy khen cho 5 tập thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2020 và phát động phong trào thi đua năm 2021.